Thanh Liên Chi Đỉnh chương 4297, Mặc Vân Đạo Nhân, Hỗn Độn Đại Lục, Thanh Liên Thành, thành nội tiếng người huyên náo, xe ngựa ồn ào náo động, nghe nói lần này đấu giá hội có trung phẩm diệt tiên tiễn xuất thủ, chật chật, cái khác địa thành rất ít xuất thủ trung phẩm diệt tiên tiễn, cái gì gọi là rất ít, ta tại Hỗn Độn Đại Lục ngây người hơn 100 vạn năm, không nghe nói cái nào tòa địa thành xuất thủ trung phẩm diệt tiên tiễn, đáng tiếc chính có một chi, cũng không biết ai có thể vỗ xuống chi này diệt tiên tiễn. Trung phẩm diệt tiên tiễn tự vô duyên, Thanh Liên chân linh đang ngược lại là có cơ hội, có này đan, chúng ta có rất lớn tỷ lệ tu luyện thành đỉnh cấp chân linh, đúng vậy a. Nghe nói Vương gia còn xuất ra nhiều loại nhị giai tiên tử xuất thủ, cùng Thanh Liên chân linh đang có dị khúc đồng công chi diệu, Phù Du tộc, Thượng Quan gia, Sở gia, Tào gia lấy ra đồ tốt cũng không ít, hy vọng lần này không hội một chuyến tay không, tới không ít kim tiên tu sĩ bọn hắn đều là chạy những vật này tới, chúng tu sĩ nghị luận ầm ĩ. Mỗi người phát biểu ý kiến của mình, Vương gia liên hợp nhiều cái thế lực, tổ chức đại hình đấu giá hội, lấy ra không ít đồ tốt bao quát một chi trung phẩm diệt tiên tiễn, hấp dẫn không ít tiên nhân tham gia. Thanh Liên thành định kỳ tổ chức đấu giá hội, thứ nhất xuất thủ thương phẩm, hai là thu thập tu tiên tài nguyên, trung phẩm diệt tiên tiễn, trung phẩm hỗn độn giáp trụ, Thanh Liên chân linh đang chỉ là hấp dẫn tiên nhân mánh lới. Thanh Liên phong, gian nào đó mật thất, Vương Trường Sinh xếp bằng ở một trương lam sắc bồ đoàn bên trên. Ánh mắt nhìn chằm chằm trước người Thanh Liên tạo hóa đỉnh, hắn đã giúp Tiêu Dao Ma Quân đem bản mệnh tiên khí tấn thăng làm thượng phẩm, Tiêu Dao Ma Quân đã rời đi Thanh Liên thành, Vương Trường Sinh ngay tại luyện chế thượng phẩm hỗn độn giáp trụ, hạch tâm vật liệu là thái ất kim tiên hậu kỳ bát sắc hỗn độn thú gia thú. Một lát sau, một trương truyền âm phù bay tiến đến, lạc trước mặt Vương Trường Sinh, Vương Trường Sinh không để ý đến, ánh mắt nhìn chằm chằm Thanh Liên tạo hóa đỉnh, nửa ngày sau, hắn pháp quyết nhất biến, nắp đỉnh bay lên. Một bộ bảo quan lấp lóe giáp trụ bay ra, phiêu phù ở giữa không trung, thành công. Thượng phẩm hỗn độn giáp trụ, Vương Trường Sinh mặt lộ vẻ vui mừng, đây là hắn luyện chế ra tới kiện thứ nhất thượng phẩm hỗn độn giáp trụ, ngoại trừ thái ất kim tiên hậu kỳ bát sắc hỗn độn thú gia thú, còn cần đại lượng hỗn nguyên thạch nếu không phải bị giới hạn hỗn nguyên thạch, Vương Trường Sinh có khả năng luyện chế ra càng nhiều kiện thượng phẩm hỗn độn giáp trụ. Hắn thu hồi thượng phẩm hỗn độn giáp trụ, ngón tay búng một cái, một đạo lam quang bắn ra, đánh trúng truyền âm phù tự đốt, Vương Thôn Thiên thanh âm vang lên, chủ nhân, Mạnh Sơn có chuyện quan trọng báo cáo, chuyện quan trọng, Vương Trường Sinh rời đi mật thất, đi ra ngoài, Vương Thôn Thiên cùng Vương Mạnh Sơn ngồi vây quanh tại một trương màu xanh bàn đá bên cạnh, trên bàn đá bày đầy rượu ngon món ngon, Vương Thôn Thiên ăn như gió cuốn, lão tổ tông. Phát hiện ngài muốn tìm người kia, Vương Mạnh Sơn đứng dậy, lấy ra một cái thẻ ngọc màu xanh, đưa cho Vương Trường Sinh, Vương Trường Sinh thần thức xuyên vào nó trong. Trên mặt vẻ mặt như nghĩ tới cái gì, Mặc Vân đạo nhân. Hoang Nhạc Thành, Vương Trường Sinh tự nhủ, bọn hắn trước kia tại Càn Khôn Khư tầm bảo thời điểm, bị một tên thái ất kim tiên truy sát, Vương Trường Sinh phái tộc nhân tìm hiểu tin tức về người nọ, dự định đem nó diệt khẩu, dựa theo Vương Mạnh Sơn thu thập tình báo, đuổi giết bọn hắn thái ất kim tiên tại Hoang Nhạc Thành địa bàn hoạt động, tự xưng Mặc Vân đạo nhân. Hoang Nhạc Thành là một tòa tiên thành, có đạo tổ tọa trấn, cùng cái khác tiên thành không giống chính là Hoang Nhạc Thành cùng Hạ Hạc Thành trì chỉ nhận tiền, mặc kệ ngươi tại cái khác địa phương phạm phải sai lầm gì, đến Hoang Nhạc Thành địa bàn, đều có thể chịu đến che chở, bao quát tiên nhân cùng hỗn độn thú một dạng có làm phản giả, tiên nhân không chứa được bọn chúng, hỗn độn thú bộ lạc cũng dung không được bọn chúng liền chạy đến Hoang Nhạc Thành, có đầy đủ tài vật, mới có thể tại Hoang Nhạc Thành ở lại, Hoang Nhạc Thành lại xưng vô tội thành, nơi đó tụ tập nhiều cái thế lực làm phản giả, bao quát hỗn độn thú. Bất quá hỗn độn thú số lượng không nhiều, phần lớn là tiên nhân, chúng ta chỉ là thăm dò được này nhân đạo hiệu, về phần hắn hoạt động quỷ tích cùng xuất thân lai lịch, chúng ta cũng không rõ ràng. Vương Mạnh Sơn báo cáo, Hoang Nhạc Thành địa bàn cùng Côn Luân Tiên Thành sát bên, bất quá Hoang Nhạc Thành địa bàn không nhỏ, muốn tìm được một vị thái ất kim tiên cũng không dễ dàng, nếu như đi Hoang Nhạc Thành địa bàn, như thế nào tìm kiếm người này? Hoang Nhạc Thành địa bàn như vậy đại, muốn tìm được một vị thái ất kim tiên cũng không dễ dàng. Vương Trường Sinh nói, Mặc Vân đạo nhân là một cái tai họa ngầm, nếu như bọn hắn nắm giữ đạo thuật tin tức truyền ra, tự tính có Nam Cung tiên tộc cái này thông gia, Vương gia cũng sẽ có phiền phức, thái ất kim tiên kỳ tán tu cũng không ít, thậm chí có đại la kim tiên kỳ tán tu. Bách Hiểu Lâu, đây là một cái tổ chức tình báo, cùng Thất Nguyệt Lâu có điểm tương tự, không giống chính là, bọn hắn chỉ lấy hỗn độn thú tinh hạch, giá tiền rất đắt, có thể cùng Bách Hiểu Lâu nghe ngóng tin tức về người nọ, Vương Mạnh Sơn nói. Cần gì lệnh bài hoặc là ám hiệu a? Vương Trường Sinh hỏi. Không cần, Bách Hiểu Lâu nghiệp vụ là công khai, tại nhiều tòa địa thành đều sắp đặt chi nhánh,
Vương Mạnh Sơn nói, ngươi thuyên chuyển mấy tên đắc lực tộc nhân, theo ta tiến về Hoang Nhạc Thành địa bàn, nhất định phải đem người này diệt trừ. Vương Trường Sinh phân phó nói, vâng, lão tổ tông. Vương Mạnh Sơn đáp ứng, lĩnh mệnh mà đi, phu quân, ta đi chung với ngươi đi. Cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Cung Như Yên thanh âm vang lên, nàng từ trong lầu cát đi ra, Thanh Liên Thành không thể không có Thái Ất Kim Tiên tọa trấn, vạn nhất hỗn độn thú công thành chúng ta không tại, vậy thì phiền toái, chính ta có khả năng giải quyết. Vương Trường Sinh nói, Vương gia tại Thanh Liên Thành trút xuống đại lượng tâm huyết, gia tộc hơn phân nửa tinh nhuệ đều ở nơi này, như quả bọn hắn không tại Thanh Liên Thành, cửu sắc hỗn độn thú tới phạm, đám người Sở Thiên Phong ngăn không được cửu sắc hỗn độn thú. Cung Như Yên thi triển đạo thuật trấn hồn khúc, đối phó biến dị hai lần cửu sắc hỗn độn thú không có vấn đề, hắn cũng không biết phải bao lâu mới có thể tìm được Mạc Vân đạo nhân, cẩn thận lý do, Vương Trường Sinh mang mấy tên tộc nhân đi là được. Nói đến, tộc nội Thái Ất Kim Tiên quá ít, nếu không chờ Thanh Sơn bọn hắn tấn nhập Thái Ất Kim Tiên, lại đi tìm kiếm người này. Cung Như Yên đề nghị, người này tồn tại là tai họa ngầm, tuy nói chúng ta không có sử dụng mặt thật, nhưng là hắn có tâm truy tra lời nói, còn có thể tra được trên người của chúng ta, nhất định phải nhanh chóng diệt trừ người này. Vương Trường Sinh nói, Côn Luân Tiên Thành địa bàn bên trong, tìm hiểu ra thần hồn pháp tắc tiên nhân không nhiều, Vương Trường Sinh tìm hiểu ra thần hồn pháp tắc tin tức đã truyền ra, cũng không biết truyền đến Hoa Nhạc Thành không có, thời gian không chờ ta, ta cũng nghĩ chờ Thanh Sơn bọn hắn tấn nhập Thái Ất Kim Tiên lại đi, thế nhưng là nhiều trì hoãn một ngày, chúng ta bại lộ phong hiểm càng lớn. Vương Trường Sinh thở dài nói, rất nhiều chuyện, không phải hắn muốn làm sao xử lý liền có thể làm cái đó, tốt a. Ngươi cẩn thận một chút, ta sẽ phái người tản tin tức, có kim tiên tu sĩ tìm hiểu ra thần hồn pháp tắc, hy vọng có thể nghe nhìn lẫn lộn, Cung Như Yên dặn dò. Vương Trường Sinh nói có đạo lý, kéo dài càng lâu, bọn hắn bại lộ phong hiểm càng lớn, ta biết, bên này giao cho ngươi, đúng, đây là ta luyện chế ra tới thượng phẩm hỗn độn giáp trụ, còn có ngũ môn thượng phẩm diệt tiên pháo, tiên hạm cũng lưu cho ngươi, nếu như thủ không được Thanh Liên Thành mang theo tộc nhân rút lui, tận khả năng bảo tồn càng nhiều sinh lực. Vương Trường Sinh lấy ra một cái lam sắc trữ vật trạc, đưa cho Uông Như Yên, hắn dặn dò vài câu, cải biến dung mạo, cùng Vương Mạnh Sơn mấy người rời đi Thanh Liên Thành. Hoang Nhạc Thành hạ hạt 7 tòa thiên thành, Kim Tiêu Thành là một cái trong số đó. Kim Tiêu Sơn Mạch ở vào hỗn độn đại lục Tây Nam Bộ, liên miên ngàn vạn ức dặm, Sơn Mạch chỗ sâu, có thể nhìn thấy một tòa rộng lớn không gì sánh được cự thành, tường thành có mấy ngàn trượng cao, dùng từng khối to lớn kim ngọc lũy thế mà thành, dưới ánh mặt trời, cự thành chiếu rọi xuất từng đợt kim quang, cao đại tường thành hai bên kéo dài, nhất trực lan tràn đến tầm mắt phần cuối, căn bản không nhìn thấy bờ. Cửa thành thượng phương mang theo một khối ngân sắc hình vuông bảng hiệu, trên đó viết Kim Tiêu Thành ba cái chữ to màu vàng, chiếu lấp lánh. Một đội tu sĩ ngay tại xếp hàng vào thành, nhân tộc, yêu tộc, ma tộc, vu tộc đều có, chủng tộc phồn đa. Một đạo màu xanh trường hồng xuất hiện ở phía xa chân trời, nhanh chóng hướng về Kim Tiêu Thành bay tới. Màu xanh trường hồng tới gần Kim Tiêu Thành trăm vạn dặm phía sau, tốc độ chậm lại, độn quang thu vào, hiện ra một chiếc thanh quang lấp lóe phi chu, ba nam một nữ đứng ở phía trên, cầm đầu là một tên ngũ quan phổ thông thanh niên áo lam, nhìn nó khí tức, hiển nhiên là Thái Ất Kim Tiên. Lão Tổ Tông, đến Kim Tiêu Thành, Vương Mạnh Sơn nói, thanh niên áo lam tự nhiên là Vương Trường Sinh, Vương Mạnh Sơn, Vu Yên cùng Tô Thiên Nhai ba người tùy hành, Vu Yên là vu tộc, Tô Thiên Nhai là ma tộc, Vương Mạnh Sơn cùng Vương Trường Sinh là nhân tộc, Kim Tiêu Thành ngư long hỗn tạp, tới tự khác biệt chủng tộc tiên nhân tụ tập tại Kim Tiêu Thành, để cho tiện tìm hiểu tin tức, Vương Mạnh Sơn mang lên Vu Yên cùng Tô Thiên Nhai. Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm, màu xanh phi chu chậm rãi rơi xuống đất, bọn hắn đi xuống, Vương Trường Sinh thu hồi màu xanh phi chu, bốn người hướng về Kim Tiêu Thành đi đến, bọn hắn gia nhập xếp hàng đội ngũ, tới đến cửa thành, một tên mày rậm mắt to kim sam đại hán ngồi tại một trương màu xanh bàn dài đằng sau, ngay tại thu lấy lệ phí vào thành dùng, ở ngắn 1000 khỏa nhất sắc tinh hạch, ở lâu 1000 khỏa nhất sắc tinh hạch, kim sam đại hán mở miệng nói ra, Vương Trường Sinh lấy ra một cái kim sắc trữ vật trạc, đưa cho kim sam đại hán. Kim sam đại hán thần thức quét qua, lấy ra một cái lớn chừng bàn tay kim sắc ngọc bài, chính diện khắc lấy trường chữ, hai tay đưa cho Vương Trường Sinh, cung kính nói ra, tiền bối hảo hảo thu về, thành nội lại có đội tuần tra, đây là ở lại chứng nhận, không có ở lại chứng nhận, không thể trong thành ở lại, một khi phát hiện, nhẹ thì phạt tiền, nặng thì phế bỏ tiên nguyên lực, ta linh thú muốn trong thành hoạt động, cũng muốn mua sắm ở lại chứng nhận a. Vương Trường Sinh hỏi, không sai, như quả tiền bối chỉ là để bọn chúng ở tại chỗ ở, không ra ngoài, tự nhiên không dùng mua sắm ở lại chứng nhận, Kim Sam Đại Hán nói, lại mua ba cái ở lâu ở lại chứng nhận, Vương Trường Sinh lấy ra một cái màu xanh trữ vật trạc,
đưa cho Kim Sam Đại Hán. Kim Sam Đại Hán thần thức quét qua, nhẹ gật đầu, lấy ra ba cái kim sắc ngọc bài, hai tay đưa cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh thu hồi ngọc bài, nhanh chân đi tiến Kim Tiêu Thành. Vương Mạnh Sơn ba người cắt mua vĩnh cửu ở lại chứng nhận, chỉ là mua sắm ở lại chứng nhận phí tổn, Kim Tiêu Thành liền có thể kiếm một món hời. Bất quá cứ như vậy thành nội ngư long hỗn tạp, không cần nghĩ, khẳng định có ngụy tiên. Hoang Nhạc Thành cùng Hạ Hạc Thành trì dám làm như vậy là có nguyên nhân. Hoang Nhạc Thành ở vào đại hậu phương, hỗn độn thú muốn đánh tới Hoang Nhạc Thành, cần cầm xuống cái khác tiên thành mới được. Mấy ngàn vạn năm qua Hoang Nhạc Thành cùng Hạ Hạc Thành trì đều không có đụng tới hỗn độn thú công thành, đặc biệt an toàn. Côn Luân Tiên Thành không có cách nào làm như vậy, rất dễ dàng để mật thám lẫn vào thành nội. Đi vào Kim Tiêu Thành, Vương Trường Sinh có thể nhìn thấy vô số kiến trúc cao lớn, san sát nối tiếp nhau, nhất trực lan tràn đến tầm mắt phần cuối, có thể nhìn thấy nhiều cái chủng tộc tu sĩ. Hắn hướng về một cái đường phố phồn hoa đi đến, Vương Mạnh Sơn ba người phân tán ra đến, tìm hiểu tin tức. Tiền bối, cần dẫn đường a? Một tên trắng trắng mập mập nam tử áo xanh bước nhanh tới, khách khí hỏi. Nhìn nó khí tức, bất quá đại thừa kỳ, như thế nào thu phí? Vương Trường Sinh hỏi. Một cái chân tiên kỳ vô sắc hỗn độn thú tinh hạch, bồi ngài đi dạo 100 năm. Nam tử áo xanh thận trọng nói. Vương Trường Sinh lấy ra một cái vô sắc tinh hạch, ném cho nam tử áo xanh, phân phó nói, dẫn đường đi. Giới thiệu cho ta một cái Kim Tiêu Thành tình huống. Được rồi, đa tạ tiền bối. Vãn bối Trần Bằng, từ tiểu tại Kim Tiêu Thành lớn lên, đối với nơi này từng ngọn cây cọng cỏ như lòng bàn tay. Nam tử áo xanh thu lại tinh hạch, vui vẻ ra mặt, tự giới thiệu một câu, ở phía trước dẫn đường. Hắn kỹ càng giới thiệu Kim Tiêu Thành bố cục, có cái nào đại cửa hàng, cái nào thế lực lớn, gần nhất phát sinh chuyện hay việc lạ vân vân. Đoạn thời gian trước, Thanh Hạc Thương Minh Minh chủ áp tải hàng hóa lọc vào tập kích, toàn quân bị diệt, Thanh Hạc Thương Minh Minh chủ là Thái Ất Kim Tiên, đều nguy độc thủ. Trần Bằng dùng một chủng tiết hận ngữ khí nói, nhìn tới nơi này cũng không an toàn. Vương Trường Sinh nhíu mày nói, trong thành là rất an toàn, nơi này giá hàng so địa phương khác muốn đắt một chút, phổ thông tiên nhân căn bản tiêu phí không nổi, ngoài thành thường xuyên phát sinh chuyện giết người đoạt bảo, bất quá giết người đoạt bảo cũng có rất lớn phong hiểm. Hơn 10 vạn năm trước, một cổ tà tu tập kích một vị kim tiên tu sĩ, người này dĩ nhiên tìm hiểu ra thần hồn pháp tắc, diệt đi hơn phân nửa địch nhân, từ đây tung tích không rõ. Trần Bằng nói, biết tên kia nắm giữ thần hồn pháp tắc kim tiên họ tên là gì? Vương Trường Sinh hỏi. Không biết đạo lời đồn quá nhiều, Bách Hiểu Lâu khẳng định biết, nhưng là bọn hắn thu phí không rẻ. Trần Bằng nói, kim tiên tự tìm hiểu ra thần hồn pháp tắc người này năng lực không nhỏ a. Vương Trường Sinh tán dương, đúng vậy a. Này sự tại đương thời đưa tới banh động, bất quá khi đó vãn bối còn chưa ra đời, về này sự có quá nhiều phiên bản, khó phân thật giả. Bách Hiểu Lâu trong thành có phân điếm, tiền bối cảm hứng thú, có thể đi hỏi thăm một chút. Trần Bằng nói, ngoại trừ này sự, còn có cái gì kỳ văn chuyện lạ a? Vương Trường Sinh thuận miệng hỏi. Trăm vạn năm trước, có người phát hiện một vị Thái Ất Kim Tiên tọa hóa động phủ, nghe nói có một khoả ngộ đạo quả, kinh động đến không ít Thái Ất Kim Tiên, này sự huyên náo xôn xao, thật lâu mới bình ổn lại. Trần Bằng nói, đây đều là hắn nửa đường nghe nói, vô pháp khảo chứng. Ngộ đạo quả, Vương Trường Sinh kinh ngạc nói, nếu như là thực, vị này Thái Ất Kim Tiên khó lường. Nhìn tới nơi này có không ít đồ tốt, bất quá sau Côn Luân Tiên Thành địa bàn càng thêm hỗn loạn, cũng không đủ thực lực cường đại, rất dễ dàng bị người ăn xong lau sạch. Trần Bằng một bên dẫn đường một bên cho Vương Trường Sinh nói lên tự mình nghe được chuyện hay việc lạ. Hai canh giờ phía sau, Vương Trường Sinh cùng Trần Minh xuất hiện tại một tòa cửu tầng cao kim sắc các lưỡng cổng, bảng hiệu bên trên viết Bách Hiểu Lâu ba cái chữ to màu vàng, có không ít tu sĩ ra ra vào vào, ngươi không dùng đi theo vào, ta muộn điểm xuất tới. Vương Trường Sinh phân phó một tiếng, sải bước đi đi vào. Bách Hiểu Lâu đại sảnh rộng rãi sáng tỏ, có nhiều gian khách phòng. Vương Trường Sinh hơi ngoại thả Thái Ất Kim Tiên khí tức cường đại phía sau, một tên tướng mạo luôn vui vẻ quần vàng thiếu phụ bước nhanh tới, nhiệt tình nói ra, hoan nghênh tiền bối quang lâm bản điếm, không biết có cái gì có thể vì tiền bối cống hiến sức lực. Dẫn ta đi gặp các ngươi quản sự, ta có bút sinh ý cùng hắn đàm. Vương Trường Sinh phân phó nói, tiền bối mời đi theo ta. Quần vàng thiếu phụ làm một cái thủ hiệu mời, ở phía trước dẫn đường. Tới đến lầu 7, Vương Trường Sinh nhìn thấy treo trên vách tường một bức tranh sơn thủy, Trừng Trúc Cao Sơn Lưu Thủy, nhìn nó sóng linh khí, đây là một cái không gian giống như huyền thiên chi bảo, họa trên viết một hàng chữ nhỏ, Khê Sơn Đồ. Khê Sơn Đồ bên ngoài sáng lên một đạo chói mắt lam quang, một tên cao cao gầy gò, sắc mặt hồng nhuận áo lam lão giả từ Khê Sơn Đồ bên trong chui ra, trưởng quỷ, vị tiền bối này có sinh ý tìm ngài hiệp đàm, quần vàng thiếu phụ nói, lão phu Lam Thiên Hà, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Áo lam lão giả khách khí vấn đạo, phất phất tay,
ra hiệu quần vàng thiếu phụ lui xuống. Tại hạ họ Vương, nghe nói Bách Hiểu Lâu tin tức linh thông, muốn theo Lam đạo hữu mua sắm một chút tin tức. Vương Trường Sinh nói, hắn lợi dụng tiên khí cải biến dung mạo, trừ phi nắm giữ đặc thù đồng thuật Thái Ất Kim Tiên, nếu không căn bản nhìn không ra hắn mặt thật. Chúng ta tiến nhập Khê Sơn Đồ Hiệp Đàm. Lam Thiên Hà làm một cái thủ hiệu mời, bên ngoài thân Lam Quang đại phóng, đi vào Khê Sơn Đồ bên trong. Vương Trường Sinh đi theo đi vào, bọn hắn xuất hiện tại một tòa thế núi dốc đứng cao phong đỉnh chóp, đỉnh núi có một tòa màu xanh lục giác thạch đình, trong đình có một trương màu xanh bàn đá cùng mấy trương màu xanh băng ghế đá. Lam Thiên Hà ngồi xuống, cầm lấy ấm trà, cho Vương Trường Sinh rót một chén trà thủy, không biết Vương đạo hữu muốn mua gì tin tức, cứ nói đừng ngại. Lam Thiên Hà nói, ta muốn nghe được hai vị Thái Ất Kim Tiên tin tức, một là Kim Nguyệt Tiên Tôn, hai là Mặc Vân đạo nhân. Vương Trường Sinh nói, Mặc Vân đạo nhân. Lam Thiên Hà nhớ mày, thế nào? Có gì không ổn? Vương Trường Sinh nghi ngờ nói, Vương đạo hữu biết được Thanh Hạc Thương Minh đồ vật bị cướp rồi. Mặc Vân đạo nhân cũng tham dự, hắn bây giờ bị truy nã, đương nhiên, tin tức này còn không có truyền ra. Lam Thiên Hà nói, hắn tham dự đoạt Thanh Hạc Thương Minh đồ vật. Rốt cuộc là thứ gì, có thể để Thái Ất Kim Tiên đều động tâm? Vương Trường Sinh nghi ngờ nói, nghe nói là vì một môn cao giai khai khiếu bí pháp. Vương đạo hữu nếu là có Mặc Vân đạo nhân tin tức, có thể cân nhắc bán cho chúng ta Bách Hiểu Lâu, giá tiền nhất định khiến ngươi hài lòng. Vương đạo hữu còn muốn nghe được Kim Nguyệt Tiên Tôn tin tức. Lam Thiên Hà uống một hớp nước trà, cười ha hả hỏi, các thế lực lớn đều tại tìm kiếm Mặc Vân đạo nhân, bao quát Bách Hiểu Lâu. Không cần, ta nghe nói trăm vạn năm trước, có người phát hiện Thái Ất Kim Tiên tọa hóa động phủ, có ngộ đạo quả. Vương Trường Sinh tò mò hỏi, tin tức giả, kỳ thực chính là một khỏa kim ngẫu tiên quả. Ba người thành hổ, càng truyền càng không hợp thói thường. Lam Thiên Hà nói, Bách Hiểu Lâu cũng sẽ thả ra một chút tin tức giả, quấy nhiễu nghe nhìn. Nếu như trên mặt đều là thực tin tức, ai còn hội cùng Bách Hiểu Lâu mua sắm tin tức giả nhiều, thực tin tức mới lộ ra trân quý. Nghe nói một vị kim tiên tu sĩ nắm giữ thần hồn pháp tắc, diệt sát nhiều vị tà tu, là thật sao? Vương Trường Sinh tiếp tục hỏi, một khỏa kim tiên kỳ hỗn độn thú ngũ sắc tinh hạch. Lam Thiên Hà nói, Vương Trường Sinh lấy ra một cái ngũ sắc tinh hạch. Đưa cho Lam Thiên Hà, xác thực, người này là Tử La Tiên Tử, nàng là một tên tán tu, đây là người này sở hữu tình huống. Lam Thiên Hà lấy ra một cái kim sắc ngọc giản, đưa cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh thần thức quét qua, nhẹ gật đầu, ta muốn biết cái nào tiên nhân nắm giữ thần hồn pháp tắc, Lam đạo hữu nói giá đi. Vương Trường Sinh hỏi, năm viên kim tiên kỳ ngũ sắc hỗn độn thú tinh hạch, như quả phải biết bọn hắn tình huống cụ thể, lại thêm 13 viên ngũ sắc tinh hạch. Lam Thiên Hà nói. Vương Trường Sinh lấy ra thập bát khỏa ngũ sắc tinh hạch, đưa cho Lam Thiên Hà. Lam Thiên Hà lấy ra thập bát mai nhan sắc khác nhau ngọc giản, đưa cho Vương Trường Sinh. Như vậy nhiều, Vương Trường Sinh kinh ngạc nói, đây là ước năm bên trong, tìm hiểu ra thần hồn pháp tắc tiên nhân tình huống, có ít người đã thân tử đạo tiêu, có ít người còn sống, đương nhiên, tiên giới như vậy đại, khẳng định có càng nhiều tiên nhân tìm hiểu ra thần hồn pháp tắc, chúng ta không biết đạo cũng rất bình thường. Lam Thiên Hà giải thích nói, Vương Trường Sinh từng cái xem xét. Phát hiện tìm hiểu ra thần hồn pháp tắc phần lớn là Thái Ất kim tiên tu sĩ chính có ba người, bất quá bọn hắn chỉ là pháp tắc tiểu thành, trong này cũng có Vương Trường Sinh tin tức, Thái Hạo Tiên Quân, nam, kim tiên kỳ pháp tắc đại thành, nắm giữ thần hồn pháp tắc, nhục thân cường đại, đã từng thi triển nhục thân thần thông, diệt sát qua Thái Ất kim tiên kỳ bát sắc hỗn độn thú, đạo lữ thiên cầm tiên tử, có ba con trai, Vương Thanh Bách là tiên đan sư, Vương Thanh Phong tiên khí sư, Vương Thanh Thành giỏi về đối nhân xử thế. Đa tạ, Lam đạo hữu. Vương Trường Sinh đứng dậy cáo từ. Vương đạo hữu, nếu là có Mặc Vân đạo nhân tin tức, có thể bán cho chúng ta Bách Hiểu Lâu, giá tiền nhất định khiến ngươi hài lòng. Lam Thiên Hà nói, tay áo lắc một cái, một cổ cự lực hiện lên, Vương Trường Sinh bay ra Khê Sơn Đồ. Hắn đại bước hướng về dưới lầu đi đến, đi ra Bách Hiểu Lâu, Trần Bằng bước nhanh đón, mang ta khắp nơi dạo chơi. Vương Trường Sinh phân phó nói, Trần Bằng lên tiếng, ở phía trước dẫn đường, đi qua một cái lối rẽ thời điểm. Một nam một nữ đâm đầu đi tới, Vương Trường Sinh đang nghe truyện trên TV audio CV đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc, hắn không nghĩ tới ở chỗ này đụng phải Huyền Phù Ma Quân cùng một Loan Loan, hắn cải biến khuôn mặt, hai người không có nhận ra Vương Trường Sinh. Trần Bằng mang theo Vương Trường Sinh tại Kim Tiêu Thành bên trong đi dạo, hơn hai canh giờ phía sau, bọn hắn xuất hiện tại một tòa chiếm địa rộng lớn thanh thạch quảng trường, tại đây có không ít quán nhỏ, chủ quán phần lớn là chân tiên tu sĩ. Thậm chí có khả năng nhìn thấy mấy tên Thái Ất Kim Tiên thân ảnh, quầy hàng trên đồ vật đủ loại, chủng loại phồn đa. Vương Trường Sinh đi một chút nhìn xem, đột nhiên bước nhanh hơn, tới đến một cái quán nhỏ trước mặt, chủ quán là một tên tướng mạo thanh tú váy xanh mỹ phụ,
nhìn nó khí tức, hiển nhiên là thái ất kim tiên, quán vị trên trưng bày không ít thứ, một khối cửu khiếu ngân tủy tinh đưa tới Vương Trường Sinh chú ý. Đạo hữu, khối này cửu khiếu ngân tủy tinh bán thế nào? Vương Trường Sinh hỏi. Tộc nhân bốn phía thu thập cửu khiếu ngân tủy tinh, nhiều năm qua chỉ là thu thập đến một khối, không nghĩ tới hắn vừa tới Kim Tiêu Thành, lại đụng phải một khối cửu khiếu ngân tủy tinh, chỉ đổi không bán, tiên dược, tiên quả đều có thể. Váy xanh thiếu phụ mở miệng nói ra. Vương Trường Sinh lấy ra một cái tinh mỹ màu xanh hộp ngọc, đưa cho váy xanh mỹ phụ. Váy xanh mỹ phụ mở ra nắp hộp nhìn lướt qua, nhẹ gật đầu, đáp ứng giao hoán. Vương Trường Sinh thu hồi cửu khiếu ngân tủy tinh, đứng dậy rời đi. Hắn tại quảng trường đi dạo một vòng, mua một chút cao giai vật liệu luyện khí, lúc này mới rời đi. Sắc trời tối xuống, trên đường phố đèn đuốc sáng trưng, dòng người như dệt. Tốt, không dùng ngươi bồi tiếp, ngươi có thể rời đi. Vương Trường Sinh khoát tay áo, để Trần Bằng rời đi. Trần Bằng cúi người hành lễ, quay người rời đi. Vương Trường Sinh lấy ra một mặt lam quang lấp lóe pháp bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, một trận khoa tay, tăng tốc bộ pháp. Sau gần nửa canh giờ, Vương Trường Sinh xuất hiện tại một cái người đi thưa thớt đường đi, tại đây có không ít kiến trúc. Hắn tới đến một tòa ba tầng cao màu xanh gác lửng cổng, bảng hiệu bên trên viết Thanh Ly Các ba cái chữ to màu vàng. Hắn vừa tới cổng, Thanh Ly Các đại môn liền mở ra, Vương Mạnh Sơn đi ra, đem Vương Trường Sinh mời đi vào. Tô Thiên Nhai cùng Vu Yên cũng tại, bọn hắn thuê lại Thanh Ly Các, ở lại. Vương Trường Sinh đi đến chủ tọa, ngồi xuống, nói ra, nói một chút phát hiện của các ngươi đi. Chúng ta tìm được mấy chỗ tìm hiểu tin tức nơi chốn, thu thập đến một chút tình báo, bao quát về mặt Vân Đạo Nhân tình báo. Vương Mạnh Sơn lấy ra một cái thẻ ngọc màu xanh, hai tay đưa cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh tiếp nhận ngọc giản, thần thức quét qua, trên mặt vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Mặt Vân Đạo Nhân là tán tu, độc lai độc vãng, hắn tại Kim Tiêu Thành dạo qua một đoạn thời gian rất dài, Vương Mạnh Sơn ba người thu thập đến tình báo không nhiều lắm giá trị. Ta tại Bách Hiểu Lâu mua được tin tức liên quan tới Mặt Vân Đạo Nhân, các ngươi phân tích một chút, hắn có thể sẽ đi nơi nào. Vương Trường Sinh đơn giản lặp lại một lần Lam Thiên Hà nói tới nội dung, náo ra động tĩnh lớn như vậy, Mặt Vân Đạo Nhân chỉ sợ không dám ở tại Hỗn Độn Đại Lục, khả năng rời đi Hỗn Độn Đại Lục. Vu Yên nói, chưa chắc, ta nếu như Mặt Vân Đạo Nhân, ta tự trở về Kim Tiêu Thành, bế quan tìm tu cái mười mấy vạn năm, sau đó lại hiện thân nữa, cớ sao mà không làm, bây giờ rời đi Hỗn Độn Đại Lục, nửa đường gặp được cướp giết làm sao bây giờ. Chỗ nguy hiểm nhất, vừa vặn là chỗ an toàn nhất. Vương Mạnh Sơn phân tích nói, dựa theo lẽ thường, Mặt Vân Đạo Nhân náo ra động tĩnh lớn như vậy, hẳn là rời đi Hỗn Độn Đại Lục, đến hậu phương tránh đầu sóng ngọn gió. Bất quá Vương Mạnh Sơn phân tích cũng có đạo lý, chỗ nguy hiểm nhất cũng là chỗ an toàn nhất, Mặt Vân Đạo Nhân trở về Kim Tiêu Thành tránh đầu sóng ngọn gió càng tốt hơn. Lời tuy như thế, bọn hắn đắc thủ đằng sau lập tức rời đi Hỗn Độn Đại Lục chẳng phải là tốt hơn. Tại sao muốn bốc lên to lớn phong hiểm trở về Kim Tiêu Thành? Tô Thiên Nhai nói ra cái nhìn của mình. Một tên thái ất kim tiên có tâm rời đi, rất khó ngăn được, án phát đằng sau, Mặt Vân Đạo Nhân lập tức rời đi Hỗn Độn Đại Lục, rất khó ngăn cản, không ai biết hắn hội từ nơi nào rời đi. Thanh Hạc Thương Minh Phó Minh Chủ còn sống, nghe ngóng tin tức về người nọ, ta muốn cùng hắn hỏi thăm một chút, kia môn khai khiếu bí pháp tình huống, hay là có khả năng mượn cơ hội này tìm tới manh mối, các ngươi tiếp tục tìm hiểu tin tức, nhìn xem Mặt Vân Đạo Nhân cùng cái nào tu sĩ đi tương đối gần, tra một chút những tu sĩ này nội tình. Vương Trường Sinh phân phó nói, biển người mênh mông, muốn tìm được Mặt Vân Đạo Nhân cũng không dễ dàng, đặc biệt là Mặt Vân Đạo Nhân đoạt Thanh Hạc Thương Minh đồ vật đằng sau. Vâng, lão tổ tông. Vương Mạnh Sơn ba người miệng đầy đáp ứng, không người lui xuống. Vương Trường Sinh tay áo lắc một cái, Vương Thông Thiên, Vương Dương cùng Vương Thiền từ linh thú trạc bay ra, rơi trên mặt đất. Các ngươi lưu ý một cái thụ thương thái ất kim tiên, nếu như phát hiện hiểm nghi mục tiêu, không cần kinh động bọn hắn, lập tức báo cho ta, đây là ở lại chứng nhận. Các ngươi mang ở trên người. Vương Trường Sinh lấy ra ba cái kim sắc ngọc bài, phân cho bọn hắn. Vâng, chủ nhân. Vương Thông Thiên ba người trăm miệng một lời đáp ứng, nhận ngọc bài, quay người rời đi. Vương Trường Sinh lấy ra 19 mai nhan sắc khác nhau ngọc giản, trên mặt vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Ngọc giản ghi lại đều là tìm hiểu ra thần hồn pháp tắc tiên nhân tình huống, thấp nhất kim tiên, tối cao đại la kim tiên, phần lớn thân tử đạo tiêu. Nó trong có ba tên kim tiên tu sĩ nắm giữ thần hồn pháp tắc. Một người đã thân tử đạo tiêu, còn lại hai người là một nam một nữ. Mặt Vân Đạo Nhân là Côn Luân Tiên Thành địa bàn gặp được Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, có tâm truy tra, rất dễ dàng tra được trên người của bọn hắn. Mặt Vân Đạo Nhân, đừng để ta tìm tới ngươi. Vương Trường Sinh tự nhủ, vẻ mặt sát ý, hắn thu hồi ngọc giản, đứng dậy đi ra ngoài. Một tòa ba tầng cao màu xanh lầu cát,
bảng hiệu bên trên viết Thanh Nguyệt Lâu ba cái chữ to màu vàng. Gian nào đó mật thất, trên vách đá khắc rõ vô số huyền ảo trận văn, tản mát ra một trận mãnh liệt cấm chế ba động. Mặc Vân đạo nhân xếp bằng ở một trương màu xanh bồ đoàn bên trên, sắc mặt tái nhợt, khí tức uể oải, hắn đang cùng một tên dáng người mập lùn kim bào lão giả nói gì đó. Ta cùng Bách Hiểu Lâu mua sắm tin tức, rất nhiều người đang tìm ngươi, kim bào lão giả nói. Hừ, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, đoán chừng không ai nghĩ đến, ta hội trốn ở Kim Tiêu Thành bên trong. Mặc Vân đạo nhân hừ lạnh một tiếng, cười khẩy nói. Hắn cùng cái khác Thái Ất Kim Tiên tập kích Thanh Hạt Thương Minh Thương đội, thành công cướp được khai khiếu bí pháp, bất quá chia của không đều, vì tài vật cùng đồng bọn ra tay đánh nhau, hắn liều chết giết ra khỏi trùng vây, tin tức lúc này mới truyền ra, hắn trốn vào không gian loại huyền thiên chi bảo, để phân thân mang theo tự mình tiến nhập Kim Tiêu Thành. Không ai biết cổ này phân thân tồn tại, hắn bị phát hiện tỷ lệ rất thấp, tình huống của ngươi không lạc quan, phải nghĩ biện pháp lấy tới trân quý tam giai tiên đan chữa thương, kim bào lão giả có chút lo lắng nói. Kim Hạo, Kim Tiên Hậu Kỳ, hắn là Mặc Vân đạo nhân phân thân một trong. Đúng rồi, ta để ngươi hỏi thăm tin tức, có mặt mày rồi sao? Mặc Vân đạo nhân nhớ ra cái gì đó, hỏi. Mấy chục vạn năm trước, hắn đi Côn Luân Tiên Thành địa bàn hoạt động, tiến nhập Càn Khôn Khư tầm bảo, đụng tới hai tên nắm giữ đạo thuật Kim Tiên tu sĩ, bọn hắn còn nắm giữ thần hồn pháp tắc. Hắn lưu lại một bộ phân thân âm thầm tìm hiểu tin tức, bất quá phân thân bị tiêu diệt, manh mối cũng liền đoạn mất. Trở lại Kim Tiêu Thành phía sau, hắn cùng Bách Hiểu Lâu tìm hiểu tin tức, không có bất kỳ cái gì manh mối, có hai tên tu sĩ rất khả nghi, bất quá bọn hắn tại Côn Luân Tiên Thành hoạt động. Kim Hạo nói, ai? Mặc Vân đạo nhân truy vấn. Thanh Liên Tiên Lữ, Thái Hạo Tiên Quân tại Kim Tiên Kỳ tự pháp tắc đại thành, còn tu luyện thành đỉnh phong chân linh, tiến giai Thái Ất Kim Tiên phía sau, bằng vào nhục thân thần thông tiêu diệt bát sắc hỗn độn thú, hắn chỗ vương gia cùng Nam Cung Tiên tộc là thông gia. Kim Hạo báo cáo. Thanh Liên Tiên Lữ, Thái Hạo Tiên Quân, Nam Cung Tiên tộc. Mặc Vân đạo nhân ánh mắt lộ ra vẻ kiên dè, hắn cũng đem pháp tắc tu luyện tới đại thành, nhưng hắn tự hỏi không phải là đối thủ của Vương Trường Sinh, huống chi vương gia còn cùng Nam Cung Tiên tộc thông gia. Khiên một phát động toàn thân, này trước đó để ở một bên, ngươi đi trước tìm kiếm chữa thương tam giai tiên đan, cẩn thận một chút, đừng bị người để mắt tới, còn có, thu thập những tài liệu này, ta muốn đổi tu khai khiếu bí pháp. Mặc Vân đạo nhân lấy ra một cái thẻ ngọc màu xanh, đưa cho Kim Hạo. Hắn cùng nhiều vị Thái Ất Kim Tiên giao lưu, biết được Thái Ất Kim Tiên khai khiếu số lượng càng nhiều, xung kích Đại La Kim Tiên xác suất thành công càng lớn, thần hồn mạnh yếu cùng nhục thân mạnh yếu cũng rất trọng yếu. Bọn hắn từ Thanh Hạt Thương Minh cướp được khai khiếu bí pháp, khai khiếu tiên kinh, tối cao khai bát khiếu, hắn cần tán đi phía trước khai khiếu, đổi tu với khai khiếu tiên kinh, đương nhiên, hắn nắm giữ pháp tắc y nguyên tồn tại, không cần trùng tu, trước mắt hắn chỉ là nở ra thất khiếu, nắm giữ bảy loại lực lượng pháp tắc. Muốn nắm giữ càng nhiều lực lượng pháp tắc, nhất định phải khai càng nhiều khiếu. Kim Hạo tiếp nhận ngọc giản, quay người rời đi. Chờ ta khỏi hẳn, lại đi Côn Luân Tiên Thành địa bàn. Mặc Vân đạo nhân tự nhủ, đã tọa điều tức. Thương khung giới, thương khung đại lục, một mảnh liên miên chập trùng xanh biếc sơn mạch, có thể nhìn thấy trên mặt đất tán lạc đại lượng kim sắc giáp trùng thi thể. Những này kim sắc giáp trùng sau lưng mọc lên tứ cánh, một đôi sắc bén giác hút lộ ra ngoài, sinh ra một đôi đường tí. Sơn mạch chỗ sâu truyền đến một tiếng đinh tai nhức óc tiếng đổ đùng đoàn vang lên, một đoàn to lớn hắc quang phóng lên tận trời, sát theo đó, một vệt kim quang từ sơn mạch chỗ sâu bay ra, tốc độ rất nhanh, nhiệt xúc, lưu lại cho ta, một đạo băng lãnh nữ tử thanh âm vang lên, vừa dứt lời, một trận vang dội tiếng chuông vang lên, kim quang tốc độ chậm lại, hiện ra một tên dáng người uyển chuyển quần vàng thiếu phụ, bên ngoài thân có một ít kim sắc hoa văn, tự nhiên mà thành, lưng bộ có một đôi kim sắc bạc xí. Cánh tay phải của nàng không cánh mà bay, thần sắc sợ hãi, một đạo màu xanh trường hồng kích xạ mà đến, trong nháy mắt đến quần vàng thiếu phụ trước mặt, quần vàng thiếu phụ bên ngoài thân kim quang đại phóng, phun ra một cổ kim sắc hào quang, chụp vào màu xanh trường hồng tốc độ chậm lại, hiện ra một cái thanh quang lấp lóe phi kiếm, trên chuôi kiếm khắc lấy một đóa mini thanh liên, phi kiếm màu xanh truyền ra một trận thanh tịnh vang dội tiếng kiếm reo, kiếm quang phóng đại, kim sắc hào quang xuất hiện đại lượng vết rách. Quần vàng thiếu phụ ngọc dung đại biến, bên ngoài thân kim quang đại phóng, một hóa trăm, hướng về phương hướng khác nhau bay đi. Đúng lúc này, không trung bay xuống đại lượng màu xanh cánh hoa, những này màu xanh cánh hoa một cái mơ hồ, hóa thành từng thanh phi kiếm màu xanh, thẳng đến quần vàng thiếu phụ mà đi. Cùng một thời gian, mặt đất sinh sinh một cổ cường đại trọng lực, một đầu hoàng sắc cự thử phá đất mà lên, mở ra huyết bồn đại khẩu, phun ra một cổ hoàng sắc hào quang, chụp vào nhiều tên quần vàng thiếu phụ. Nhiều tên quần vàng thiếu phụ bị phi kiếm màu xanh đánh trúng, lập tức tán loạn,
còn lại quần vàng thiếu phụ bị hoàng sắc hào quang bao lại, hướng về hoàng sắc cự thử miệng trong bay đi, bị nó nuốt lấy. Hoàng sắc cự thử đánh một ở no nê, bên ngoài thân hoàng quang đại phóng, hóa thành một tên dáng người uyển chuyển váy vàng thiếu nữ, trên quần áo thêu lên một đóa màu xanh liên hoa, yêu khí trùng thiên. Một đạo màu xanh độn quang từ đằng xa bay tới, một cái lấp lóe ngừng lại, hiện ra một tên ngũ quan như vẽ váy xanh thiếu nữ, chân đạp một đôi thanh quang lấp lóe mông tròn, 3000 tóc xanh tản mát tại vai lên, ống tay áo trên có thể nhìn thấy một cái màu xanh liên hoa đồ án, lưng cổng một cái tinh mỹ màu xanh hộp kiếm bên ngoài khắc lấy một đóa màu xanh liên hoa. Vương Vân Phỉ, đại thừa hậu kỳ, phụng mệnh hạ giới giải quyết thương khung giới trùng tai. Hồi võ, Vương Vân Phỉ kiếm quyết nhất biến, phi kiếm màu xanh hóa thành một mảng lớn thanh quang, bay trở về hộp kiếm bên trong. Chủ nhân, lần này ăn quá no, váy vàng thiếu nữ vừa cười vừa nói, sờ lên cái bụng. Vương Thư, đại thừa hậu kỳ, bản thể là bát giai thôn thiên thử, nàng là vương thôn thiên hậu đại, cũng là Vương Vân Phỉ linh thú, cho Tống đạo hữu đưa tin để hắn qua tới thu thập tàn cuộc đi. Vương Vân Phỉ phân phó nói. Vương Thư gật gật đầu, lấy ra một mặt hoàng quang lấp lóe pháp bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, nửa khắc đồng hồ không đến, hơn 10 đạo độn quang từ đằng xa bay tới, một cái lấp lóe ngừng lại, hiện ra mười mấy tên đại thừa tu sĩ, cầm đầu là một tên dáng người khôi ngô kim sam đại hán, Tống Ngọc Hâm, Tống gia lão tổ, Vương tiên tử, đều giải quyết. Tống Ngọc Hâm có chút khó có thể tin nói, thương khung giới xuất hiện một đầu bát giai quái trùng, thần thông quảng đại, giết hại đại lượng tu sĩ, trùng tai bao phủ hơn phân nửa thương khung giới, Tống gia tại tiên giới có chỗ dựa, lập tức lợi dụng đại trận liên hệ Vương gia, thỉnh cầu Vương gia phái người trợ giúp. Vương gia chỉ phái một vị đại thừa hạ giới, Tống Ngọc Hâm trong lòng rất có phê bình, cảm giác Vương gia quá xem thường, hiện tại xem ra, Tống Ngọc Hâm xem thường Vương Vân Phỉ cùng Vương gia, hơn 20 cái bát giai yêu trùng mà thôi, lại không phải chân tiên. Vương Vân Phỉ ngữ khí bình thản, tự hồ đang nói một cái không có ý nghĩa tiểu sự. Vương tiên tử thần thông quảng đại, Tống mỗ bội phục. Vương tiên tử biết được những này yêu trùng lai lịch, thương khung giới chưa hề xuất hiện qua này chủng yêu trùng, thực kỳ quái. Tống Ngọc Hâm nghi ngờ nói, đây là kim di trùng, tiên giới đặc hữu kỳ trùng, ấn lý tới nói không nên xuất hiện tại hạ giới, có thể là ngoài ý muốn lưu lạc hạ giới a. Vương Vân Phỉ giải thích nói, ngoài ý muốn. Nếu là có dư nghiệt đào tẩu, chẳng phải là phiền phức. Tống Ngọc Hâm nói, ngươi cho rằng toàn bộ kim di trùng đều lợi hại như vậy a? Chỉ là trùng mẫu lợi hại, một chút phát sinh biến dị, cái khác kim di trùng muốn phát sinh đồng dạng biến dị, căn bản không có khả năng, bất quá ngươi nói cũng có đạo lý, không thể phớt lờ, trước phái người quét dọn chiến trường, ta tiếp tục tại thương khung giới dừng lại một đoạn thời gian, hiệp trợ các ngươi loại bỏ tai họa ngầm, phái người xây dựng miếu thờ, tế bái thần cơ tiên quân tượng, chúng ta Vương gia bảo vệ bình an. Vương Vân Phỉ phân phó nói, giải quyết trùng mẫu là chuyện nhỏ, nàng nhiệm vụ chủ yếu là đem một nhóm thần cơ tiên quân tượng an trí tại hạ giới, để càng nhiều sinh linh tế bái. Vâng, Vương tiên tử. Tống Ngọc Hâm đáp ứng, chia ra làm việc. Trùng mẫu bị giết tin tức nhanh chóng truyền khắp thương khung giới, chúng thế lực vui mừng không xiết, tổ chức khánh điển, trắng trợn ăn mừng. Tế bái thần cơ tiên quân tượng, Thanh Liên Vương gia bảo vệ bình an, này thoại cũng nhanh chóng lưu truyền ra đến thương khung giới, nhiều địa xây dựng miếu thờ, cung phụng thần cơ tiên quân tượng, hương hỏa tràn đầy. Kim Vân giới là Huyền Dương giới trực thuộc giao diện Kim Vân đại lục. Kim Nhạc Sơn là Triệu Quốc Thánh Sơn, nghe nói tại đây thờ phụng một vị tiên nhân, Triệu Quốc quốc quân hàng năm đều sẽ dẫn đầu văn võ bá quan đến Kim Nhạc Sơn tế bái, cầu nguyện tiên nhân phù hộ mưa thuận gió hòa, quốc thái dân sao. Một ngày này, lại là mỗi năm một lần tế điển. Kim Nhạc Sơn đỉnh chóp, một tòa rộng lớn hình tròn tế đàn, chính giữa tế đàn là một tòa hình người pho tượng, Triệu Quốc quốc quân Triệu Tuấn Vĩ đứng tại pho tượng trước mặt, văn võ bá quan đứng ở sau lưng hắn, bọn hắn vẻ mặt kiên định, thần cơ tiên quân tại thượng. Tiểu vương dẫn đầu văn võ bá quan lễ bái, xin ngài phù hộ Triệu Quốc mưa thuận gió hòa, ta Triệu Quốc thần dân đời đời kiếp kiếp cung phụng hương hỏa. Triệu Tuấn Vĩ quỳ xuống, trọng trọng dập đầu ba cái, tế bái thần cơ tiên quân tượng người, chỉ cần không phải làm điều phi pháp chi đồ, nguyện vọng không phải quá phận, thần cơ tiên quân đều sẽ giúp nó thực hiện, Triệu Quốc thần dân cũng biết này sự, phù hộ Triệu Quốc mưa thuận gió hòa, ta Triệu Quốc thần dân đời đời kiếp kiếp cung phụng hương hỏa. Văn võ bá quan quỳ theo dưới, trọng trọng dập đầu. Ở bên ngoài hơn 10 dặm, một nam một nữ đứng tại một ngọn núi cao đỉnh chóp, y phục của bọn hắn trên đều có thể nhìn thấy một cái màu xanh liên hoa đồ án, 5 năm đều muốn mưa thuận gió hòa, thật đúng là phiền phức, một tên nam tử áo xanh nói, chỉ là muốn mưa thuận gió hòa còn tốt, này còn dễ dàng thỏa mãn, liền sợ kia chủng phải có đại cơ duyên, nữ tử vừa cười vừa nói, vương gia đem tế bái thần cơ tiên quân tượng tín đồ số lượng xem như tích hiệu, tín đồ càng nhiều, tích hiệu càng lớn,
Hương Hỏa Đường tộc lão công lao càng lớn, chỗ chi nhánh công lao cũng liền càng lớn. Như thế, phàm nhân nguyện vọng còn dễ dàng thỏa mãn, tu tiên giả nguyện vọng tựu không dễ dàng thỏa mãn. Nam tử áo xanh nói, tiên giới, linh giới cùng phàm giới, có đại lượng vương gia tộc nhân giao diện, liền sẽ cung phụng thần cơ tiên quân tượng, Hương Hỏa Đường tộc nhân giúp bộ phận tín đồ thỏa mãn tâm nguyện, hấp dẫn càng nhiều tín đồ tế bái. PS, lão vương Kim Tiên Kỳ cùng Thái Bạch Kiếm Tông đệ tử so tài, Mộ Dung Nhất Long cũng tại, lão vương pháp tắc đại thành tin tức căn bản không gạt được, sớm truyền ra, thời gian cực nhanh, 3 vạn năm thời gian trôi qua, thiên thần hải vực, một đạo kim sắc độn quang xuất hiện ở phía xa chân trời, một cái lấp lóe ngừng lại, hiện ra một chiếc kim quang lấp lóe thuyền rồng, một đội tu sĩ đứng ở phía trên, cầm đầu là Thượng Quan Phi Nguyệt, nàng lần này đến thiên thần hải vực, dự định thu mua một nhóm thiên thần hải vực đặc hữu tu tiên tài nguyên, thuận tiện cùng Vương Vĩnh Thiên nhận thức một chút. Vương Vĩnh Thiên là vương gia gia chủ, rất ít rời đi thiên thần hải vực. Phi Nguyệt lão tổ, có người tới, hẳn là vương gia người, một tên tộc nhân nhắc nhở. Một đạo lam sắc độn quang xuất hiện ở phía xa chân trời, không có qua bao lâu, lam sắc độn quang ngừng lại, độn quang thu vào, hiện ra một chiếc lam quang lấp lóe phi chu, một đội vương gia tu sĩ đứng ở phía trên, cầm đầu là một tên dáng người đầy đặn lam quần thiếu phụ. Vãn bối Vương Mậu Giao bái kiến Thượng Quan tiền bối, lam quần thiếu phụ doanh thân thi lễ khách khí nói, ta là qua tới bái phỏng gia chủ của các ngươi, không biết phải chăng là thuận tiện. Thượng Quan Phi Nguyệt khẽ cười nói, thuận tiện, tiền bối mời đi theo ta. Vương Mậu Giao ở phía trước dẫn đường, một đường qua đến, bọn hắn đụng tới không ít tuần tra tu sĩ. Vương Tiểu Hữu, có chuyện gì a? Như thế nào ở ngoại vi bố trí nhiều cao thủ như vậy? Thượng Quan Phi Nguyệt nghi ngờ nói, ta cũng không rõ ràng. Ta chỉ là phụng mệnh làm việc, Vương Mậu Giao nói, một chén trà thời gian không đến, bọn hắn ngừng lại, trước mặt xuất hiện một tòa chiếm diện tích cực lớn hòn đảo, đảo trên quần phong liên miên bất tuyệt, cổ thụ che trời, kỳ hoa khắp nơi tiên hạt ở trên không bay lượn, linh viên giữa rừng núi trêu đùa, có thể nhìn thấy đại lượng kiến trúc, hoặc ở vào bên vách núi, hoặc tọa lạc ở trong sơn cốc, hoặc xây dựng ở hồ nước phía trên, bọn hắn có thể nhìn thấy đại lượng vương gia tu sĩ, hoặc khống chế linh cầm xuất hành, hoặc đằng vân giá vũ. Tốt 5 tốt 3, Vương Xương Minh bay tới, khách khí nói ra, Thượng Quan tiên tử đại giá quang lâm, đi, chúng ta đến nghênh khách sảnh trò chuyện. Vương Xương Minh mang theo Thượng Quan Phi Nguyệt đến nghênh khách sảnh, Vương Mậu Giao phụ trách an trí cái khác Thượng Quan gia tu sĩ. Thượng Quan tiên tử chờ một lát, gia chủ đi xử lý một cái việc quan trọng, tạm thời thoát thân không ra, chúng ta trước trò chuyện. Vương Xương Minh giải thích nói, việc quan trọng. Thế nhưng là gặp phiền toái gì? Cần chúng ta Thượng Quan gia hỗ trợ. Cứ mở miệng, Thượng Quan Phi Nguyệt nói, vương gia quật khởi thời gian tương đối ngắn, hiện tại Thượng Quan gia hỗ trợ, tương đương với đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, như quả vương gia binh cường mã tráng, Thượng Quan gia lại ra tay hỗ trợ chỉ là dệt hoa trên gấm, có cần, chúng ta nhất định mở lời. Vương Xương Minh khẽ cười nói, Vương Thanh Sơn cùng Vương Mạnh Bân đồng thời dẫn tới lôi kiếp, ngay tại độ kiếp, Vương Vĩnh Thiên đi qua xem xét, đồng thời phái ra đại lượng tu sĩ đề phòng, còn mời Nam Cung Ngọc Lãng tiến về hộ pháp. Bảo đảm vạn vô nhất thất, Đông Ly đảo Vương Vĩnh Thiên cùng Nam Cung Ngọc Lãng đứng tại một ngọn núi cao đỉnh chóp, ngóng nhìn hướng không trung lục thải lôi vân. Nương theo lấy một trận đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên, một đạo đạo thô to lục thải tiên lôi đánh xuống, thẳng đến một tòa ba mặt núi vây quanh tiểu sơn cốc mà đi. Tiếng sấm nổ không ngừng, lục thải lôi quang che mất sơn cốc, khí lãng như nước thủy triều, đại thành pháp tắc, các ngươi vương gia người tài ba không ít, Nam Cung Ngọc Lãng tán dương, kim tiên pháp tắc đại thành, xung kích thái ất kim tiên. Lôi kiếp đều là lục thải tiên lôi, tiểu thành pháp tắc kim tiên xung kích thái ất kim tiên nhưng không có đãi ngộ này. Nam Cung Ngọc Lãng tại kim tiên kỳ thời điểm, chỉ là tu luyện thành đỉnh phong chân linh, không thể pháp tắc đại thành, cho dù là Nam Cung tiên tộc, kim tiên kỳ liền đem pháp tắc tu luyện tới đại thành, cũng coi là ưu tú tộc nhân, muốn trở thành tinh nhuệ tộc nhân, còn cần tu luyện thành đỉnh phong chân linh. Vương Trường Sinh tại kim tiên kỳ liền đem pháp tắc tu luyện tới đại thành, hắn cùng Thái Bạch Kiếm Tông đệ tử so tài. Tin tức đã sớm truyền ra, Nam Cung Ngọc Lãng không biết là, Vương Thanh Sơn cũng tu luyện thành đỉnh phong chân linh, thời gian từng giờ trôi qua, một đạo đạo thô to lục thải tiên lôi đánh xuống, chui vào sơn cốc bên trong, một chén trà thời gian phía sau, lôi vân còn thừa lại mấy chục trượng lớn nhỏ, như cùng nước sôi đồng dạng lăn lộn phun trào phía sau, một cái thân eo thô to lục thải lôi mãng vừa hiện mà xuất, từ trên cao nhào xuống, lục thải lôi mãng còn không có chui vào lục thải lôi quang bên trong, một mảng lớn kiếm quang bén nhọn bao phủ mà xuất. Lần lượt đánh vào lục thải lôi mãng trên thân, lục thải lôi mãng thân thể vỡ ra, lôi quang phóng đại, bụi mù tràn ngập, Đông Ly đảo rất nhỏ lắc lư đứng lên, một cổ cường đại linh áp phóng lên tận trời, lôi quang tán đi,
bụi mù cũng theo đó tán đi. Vương Thanh Sơn đứng tại một cái khói đen bốc lên hố to bên trong, mặc trên người một cái rách rưới trung phẩm hỗn độn giáp trụ, sắc mặt có chút trắng bệch. Tiền nhân đào giếng, hậu nhân uống nước. Vương Trường Sinh tấn nhập Thái Ức Kim Tiên phía sau, cùng cái khác Thái Ức Kim Tiên giao hoán tu tiên tài nguyên, ngoại trừ lưỡng nghi kim phách đan, còn có độ kiếp phù triện, bằng không thì Vương Thanh Sơn cũng sẽ không như thế nhẹ nhõm. Vương Vĩnh Thiên cùng Nam Cung Ngọc Lãng bay tới, lạc trước mặt Vương Thanh Sơn. Chúc mừng a. Vương đạo hữu, Nam Cung Ngọc Lãng mở lời chúc mừng. Chúc mừng Thanh Sơn lão tổ tấn nhập Thái Ức Kim Tiên. Vương Vĩnh Thiên khẽ cười nói, lấy ra một mặt kim quang lấp lóe pháp bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, kích động nói ra, Mạnh Bân lão tổ cũng vượt qua lôi kiếp, tấn nhập Thái Ức Kim Tiên. Vương Thanh Sơn cùng Vương Mạnh Bân cùng một ngày dẫn tới lôi kiếp, cùng một ngày tấn nhập Thái Ức Kim Tiên, như thế hiếm thấy. Cứ như vậy, Vương gia có 4 vị Thái Ức Kim Tiên, không tệ, cứ như vậy, các ngươi liền có thể có Thái Ức Kim Tiên lưu thủ Thanh Liên đảo. Nam Cung Ngọc Lãng vừa cười vừa nói, tại hạ vừa mới tấn nhập Thái Ức Kim Tiên, còn cần bế quan tìm tu một đoạn thời gian, phiền phức Nam Cung đạo hữu tại Thanh Liên đảo lại ở lại một đoạn thời gian. Vương Thanh Sơn khách khí nói, hắn hiện tại tương đối suy yếu, cần tốn thời gian nắm giữ tân thần thông, việc rất nhỏ ngươi về trước chỗ ở, củng cố tu vi đi. Nam Cung Ngọc Lãng đáp ứng. Vương Thanh Sơn ba người quay trở về Thanh Liên đảo, Vương Vĩnh Thiên biết được Thượng Quan Phi Nguyệt tới đến Thanh Liên đảo, lập tức chạy tới nghênh khách sảnh, Thượng Quan tiên tử, thực sự không có ý tứ, để cho ngươi chờ lâu. Vương Vĩnh Thiên vẻ mặt áy náy, không có gì, Vương tiên tử, không có việc gì đi. Trên đường tới, ta thấy được rất nhiều tuần tra tu sĩ, Thượng Quan Phi Nguyệt vấn đạo, nàng mơ hồ đoán được có vương gia tộc nhân đang trùng kích Thái Ức Kim Tiên, chính có dạng này mới có thể giải thích được thông, không có việc gì. Đều giải quyết, không biết Thượng Quan tiên tử lần này qua tới Thiên Thần Hải vực, cần chúng ta Vương gia giúp làm chút gì a? Vương Vĩnh Thiên khẽ cười nói, Thượng Quan gia cùng Vương gia thông gia, hai nhà là thông gia, tại nhiều cái lĩnh vực đều có hợp tác, chúng ta đang thu thập những tài liệu này, không biết Thiên Thần Hải vực có hay không? Thượng Quan Phi Nguyệt lấy ra một cái kim sắc ngọc giản, đưa cho Vương Vĩnh Thiên. Vương Vĩnh Thiên thần thức quét qua, nhẹ gật đầu, nói ra, ngọc giản ghi chép hơn phân nửa đồ vật đều có. Thượng Quan tiên tử khó được tới một chuyến, ở thêm một đoạn thời gian, để chúng ta một tận địa chủ chi nghị, tốt, vậy ta tự quấy rầy. Thượng Quan Phi Nguyệt đáp ứng, nói chuyện phím trong chốc lát, Vương Vĩnh Thiên để Vương Xương Minh mang Thượng Quan Phi Nguyệt xuống dưới nghỉ ngơi, đồng thời phái người tiến về Hỗn Độn Đại Lục, đem Vương Thanh Sơn cùng Vương Mạnh Bân tấn nhập Thái Ức Kim Tiên tin tức nói cho Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.